Đừng bao giờ vi phạm luật cổ xưa nhất ở Humming Lake, California. Tôi đã sống ở đây từ khi 2 tuổi, và theo mọi người nhận xét, tôi có một tuổi thơ khá bình thường. Điều đó là nhờ vào việc nơi này cũng rất đỗi bình thường. Mọi người làm việc tại các thị trấn lân cận hoặc chế tác hàng thủ công để bán ở những nơi đó. Cuộc sống ở đây cũng như bao thị trấn nhỏ khác, ngoại trừ một điều, một luật lệ đã tồn tại từ rất lâu trước khi thị trấn này xuất hiện. Luật lệ đó được thiết lập bởi những con người vô danh vào thời gian không xác định. Nó đã được tuân thủ không mệt mỏi bởi tất cả những ai gọi nơi này là nhà từ khi nó ra đời. Tất cả mọi người khi đặt chân đến đây đều phải tuân thủ luật lệ đó, ngoại trừ một người. Luật này rất dễ thực hiện. Không bao giờ được chạm vào nước. Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở Humming Lake, một cái tên địa phương thường gọi, đều được dạy từ nhỏ rằng không bao giờ được chạm vào hồ. Cá nhân tôi chưa bao giờ biết vì sao luật đó được đặt ra, cha mẹ tôi cũng không và cả ông bà họ cũng vậy. Lý do cho luật lệ và hậu quả của việc vi phạm nó đã bị thời gian quên lãng. Nói đơn giản, đó là một quy tắc luôn được tuân theo, một luật lệ ăn sâu vào tiềm thức mà mọi người đều chấp hành dù không ai hiểu rõ. Bạn có thể hỏi, vậy tại sao lại sống bên cạnh một hồ nước mà bạn không thể tận hưởng? Đó là câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Câu trả lời là, cùng với luật lệ đó, người dân Humming Lake cũng có trách nhiệm bảo vệ hồ nước này. Với chúng tôi, hồ luôn được coi như một bức tranh hoàn mỹ, một cảnh tượng tuyệt đẹp trưng bày ở rìa sân sau của những ngôi nhà phía bắc thị trấn. Và ngoài trách nhiệm đó, đây thực sự là một nơi tuyệt vời để sống. Thiên nhiên bao quanh trở thành một phần của thị trấn chúng tôi. Những cảnh đẹp mê hồn, đường mòn leo núi, cắm trại, leo núi đá, tất cả tạo nên một cuộc sống lý tưởng cho những người muốn tìm kiếm sự giản đơn. Chúng tôi cách thị trấn lớn khoảng 40 phút lái xe. Vì vậy, dù cô lập nhưng không hẳn là hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ đơn giản là chúng tôi không vào hồ. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi phải chịu đựng một đợt nắng nóng khắc nghiệt. Dễ dàng tưởng tượng rằng ánh nước lấp lánh đầy bí ẩn của hồ khiến chúng tôi khó cưỡng lại được. Nhưng dân Humming Lake vẫn tuân thủ luật lệ thiêng liêng. Điều đó không quá khó khăn, những mùa hè trước cũng khắc nghiệt tương tự và chúng tôi vẫn vượt qua. Hồ bơi ngoài trời, vòi sen lạnh và vòi phun nước cũng mang lại sự giải nhiệt. Nhưng với Rodney Hartu, cậu bé 8 tuổi, những thứ thay thế đó không đủ. Với Rodney, sức quyến rũ của hồ nước 1,7 mẫu quá hấp dẫn để cưỡng lại. Trong khi Rodney chơi đùa với bạn bè ở sân sau nhà gia đình Danforth, sân sau dẫn thẳng ra hồ sau một đoạn rãnh nhỏ, cậu bé đã trốn vào nhà với lý do đi vệ sinh. Ngay sau đó, khi Cal Danforth đang đứng nướng thịt, ông thấy trong tầm mắt mình, Rodney không mặc áo, chạy như điên từ sân trước vòng ra hông nhà. Phải mất vài giây để Cal nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và khi ông hiểu ra, đã quá muộn. Trong tích tắc, Rodney đã lao vun vút qua, hét lên đầy thách thức, bằng giọng chỉ có trẻ con mới có thể. Con đi bơi đây! Tất cả đều quay đầu lại, kinh hãi tột độ, khi Cal ném chiếc sẻng nướng xuống đất và lao theo cậu bé. Ông là người duy nhất có hy vọng bắt kịp Rodney trước khi quá muộn. Chúng tôi trố mắt nhìn Rodney bước từng bước nhanh như gió, định lao mình xuống cái vực thẳm bị cấm đoán đó. Rodney đã nhảy qua rãnh nước nhỏ, chỉ cần thêm 2 bước nữa là cậu sẽ chạm đến mặt nước mà không ai trong chúng tôi từng dám chạm vào. Nếu không nhờ Cal Danforth, những bước dài của ông đã kịp bắt lấy Rodney, kéo cậu trở lại, nhưng đã quá trễ. Lực kéo từ Rodney khiến Cal cùng cậu ngã nhào xuống. Toàn bộ phần thân bên phải của Cal đã bị ngâm vào nước cấm, còn Rodney nằm sấp xuống, tay chống đất. Chúng tôi vẫn đứng đó, sững sờ, chờ đợi một điều kinh hoàng không thể tả sẽ xảy ra. Nhưng không có gì. Cal Danforth và Rodney Hartul đã bị ướt nhưng vẫn an toàn, không có bất kỳ điều gì bất thường diễn ra. Cha của Rodney hét lên giận dữ với con mình trong khi Amber, mẹ cậu, gục mặt vào vai chồng khóc nức nở. Jennifer Ann Ford vội vã mang khăn ra cho chồng, rồi nhanh chóng lùi lại. Cal dặn mọi người giữ khoảng cách, còn Jim, trong cơn giận dữ, dùng khăn kéo Rodney về nhà mà không để mình bị dính nước. Chúng tôi đứng đó tưởng chừng như một khoảng thời gian vô tận, trong khi những chiếc burger trên vỉ nướng bị cháy đen. Nhưng không có gì xảy ra. Tôi để lại cho Cal lời dặn chân thành. Cần gì cứ gọi tôi nhé, rồi trở về nhà. Mọi thứ trong 10 ngày tiếp theo vẫn bình thường như trước.
Rodney Hartool bị giám sát kỹ hơn trước, nhưng sau một tuần bị cấm túc và những lời răn đe nghiêm khắc, cuộc sống của cậu bé cũng dần trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, vào đêm thứ 10, khi tôi và John Derby ngồi trên sân sau nhà anh ấy, nhìn ra hồ, mỗi người đang uống chai bia thứ 7, một âm thanh loạt xoạt vang lên từ phía cây cối bên phải, ngay sau nhà Cal Danforth. Cả hai chúng tôi đều ngoái đầu nhìn khi thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo sau những đám mây. Chúng tôi đùa rằng có lẽ Rob LaGrasse, người gần như trở thành gã say xỉn của thị trấn, đã lạc đường từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh và đang trở về sau khi tiểu bậy lên gốc cây nào đó. Nhưng càng nhìn lâu, thứ đó càng không giống Rob LaGrasse, mà cũng chẳng giống bất kỳ ai chúng tôi biết. Nó không còn giống một người nữa. Thứ đó lê bước với dáng đi khập khiễng, chỉ một bước của nó cũng mất nhiều thời gian hơn so với năm bước của một người bình thường. Hình dáng nó gầy gò một cách kinh dị, hơi cúi về phía trước và nghiêng sang một bên. Đôi tay gầy guộc, xương sẩu của nó đung đưa tự do, gần như chạm đến đầu gối gầy trơ xương. Chúng tôi nhìn theo bóng hình ma quái đó chậm rãi, lê lết với nhịp độ uể oải. Khi mắt chúng tôi dần quen với hình ảnh này, chúng tôi bắt đầu thấy những mảnh đen mỏng nhô ra từ cơ thể đen kịt của nó, và nó đang rỉ nước. Cả hai đứng bật dậy khi thứ đó tiếp tục đi về phía nhà Cal Danforth. John chạy vào nhà, nửa thở gấp nói rằng anh ta đi lấy súng, và một lát sau anh quay lại với một khẩu súng săn cho mình và một khẩu súng lục cho tôi. Chúng tôi từ từ bước về phía nhà Cal Danforth, và ngay cả khi đi chậm nhất, chúng tôi vẫn di chuyển nhanh hơn thứ kia. Đứng yên đó, John hét lên. Thứ đó không hề đáp lại lệnh của John, dường như nó không nghe thấy gì cả. John nạp đạn vào súng. Mày có nghe không đồ khốn? Tao bảo đứng yên. Thứ đó vẫn không có phản ứng gì, nhưng lần này khi nó bước qua sân nhà Danforth, tiến gần đến chỗ nướng thịt, nó bỗng đứng thẳng dậy. Lúc này chúng tôi mới thấy rõ chiều cao của nó, phải tầm khoảng 2 mét. Có lẽ adrenaline trong người khiến tôi không nghe thấy âm thanh đó, hoặc do đã quá say, hoặc cũng có thể âm thanh đó chỉ mới xuất hiện ngay lúc này. Nhưng khi thứ đó đứng thẳng, nó phát ra một tiếng nứt gãy khó chịu, như thể xương của nó đang tự chỉnh lại. Âm thanh đó vang lên mỗi khi nó bước, và cứ thế kéo dài sau mỗi bước chân của nó. Mỗi lần nhấc một chân lên khỏi mặt đất, lại vang lên tiếng nứt giống như tiếng bẻ khớp ngón tay đã lâu không được cử động. John bảo tôi chạy vào nhà lấy đèn pin từ cửa sau nhà anh. Tôi nhanh chóng quay lại với chiếc đèn pha cầm tay công suất cao, chiếu sáng toàn bộ sân sau nhà Danforth, và chúng tôi cuối cùng cũng có cái nhìn rõ ràng về thứ bước ra từ rừng cây. Da nó trơn nhẵn, một màu xám đen đục ngầu. Những thứ nhô ra mà chúng tôi thấy trước đó hóa ra là những cành cây dính vào cơ thể của nó, và dù không có tóc, một số phần trên cơ thể nó lại phủ đầy rong rêu như tảo biển. Đồ khốn, tao bắn mày bây giờ! John hét lên, và ngay sau đó một ngọn đèn gần cửa trước nhà Danforth bật sáng. Thứ đó vẫn không hề để ý đến chúng tôi. Thêm một ngọn đèn nữa bật lên, lần này là trong bếp nhà Cal, gần cửa sau. Cal, đừng ra ngoài, tôi hét lớn. Cái quái gì thế? John thì thầm với tôi. Tôi không đưa ra bất kỳ lời phỏng đoán nào. Các cậu đang làm cái quái gì ngoài đó thế? Chúng tôi nghe thấy Cal gọi từ cửa sổ bếp. Có thứ quái dị nào đó trong sân nhà cậu, đang tiến về phía cậu kia. John hét lại, và ngay khi đó, thứ kia dừng lại. Âm thanh những khớp xương nứt gãy vang lên khi nó quay người lại, đối diện với hồ nước. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa tôi, John, sinh vật cao kêu đó và Cal Danforth. Và điều phá vỡ sự im lặng đó vẫn khiến tôi rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Chúng tôi vẫn đứng cách khá xa nó, nên không thấy rõ các chi tiết. Nhưng từ những gì tôi nhìn được, mắt nó chỉ là những hố sâu trên khuôn mặt, và miệng của nó kéo dài hơn hẳn so với bất kỳ người nào. Rồi nó mở miệng ra. Lúc đầu, nó chỉ mở như cách chúng ta mở miệng khi nói chuyện. Nhưng sau đó, cùng với âm thanh răng rắc ghê rợn như khi tuyết bị nén dưới đế giày, hàm nó tuột khỏi khớp. Nước bắt đầu tràn ra từ những lỗ hổng trên khuôn mặt nó. Rồi nó phát ra âm thanh. Không phải là lời nói, điều đó rất rõ ràng dù rằng nó đang phát ra âm thanh khi trong miệng đầy nước. Nó như đang rung lên. Những âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng, kinh hoàng, ma quái và đầy ghê rợn. John chĩa khẩu súng trường vào sinh vật màu xám, chuẩn bị bắn. Nhưng tôi nghĩ anh ta cũng tò mò như tôi về thứ mà sinh vật kỳ lạ này đang cố gắng giao tiếp, và với ai.
Sau vài giây nữa của những âm thanh khủng khiếp phát ra từ sâu trong dạ dày của nó, âm thanh đột ngột dừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng thở của mình. Nhịp tim dồn dập, tiếng gió nhẹ lướt qua và tiếng dế kêu vang khắp đêm khuya. Rồi lũ dế cũng im bặt, và chính sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy trái tim như chìm xuống tận dạ dày. Sự thiếu vắng âm thanh mà bộ não tôi nhận ra là dấu hiệu của một điều gì đó rất rất sai. Và sau một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận của sự im lặng, hồ nước trả lời. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao Humming Lake có cái tên đầy kỳ bí ấy. Không có nguồn gốc rõ ràng nào cho âm thanh, ít nhất là không phải từ vị trí của tôi khi đứng đó, nhưng một tiếng rì rầm đặc trưng xuất hiện bên tai tôi. Âm thanh bao quanh chúng tôi, như thể nó đến từ mọi phía, trước, sau, bên trên và bên dưới, thậm chí từ trong và ngoài cơ thể tôi, đồng loạt phát ra cùng lúc. Âm thanh trầm, giống như một người có giọng trầm thấp đang kéo dài âm thanh hmm. Tôi không chắc chắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, khi nhìn ra hồ nước, nó trông tối hơn. Hồ nước luôn có một sự u ám khác lạ, như thể thiếu vắng màu sắc mà ta thường nghĩ về khi nhắc đến hồ. Thay vào đó là một màu xanh thẫm, đặc biệt ở trung tâm của hồ nước nhỏ này. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ngay dưới ánh trăng, hồ nước dường như nuốt chừng mọi ánh sáng, biến thành một hố đen sâu thẳm. Và cái hố đen đó cất lên tiếng rì rầm, sau đó nó lại im lặng, nhường chỗ cho sinh vật bất thường trong sân sau của Cal Danforth tiếp tục phát ra những tiếng kêu gớm ghiếc từ cổ họng của nó. Lũ dế bắt đầu kêu trở lại khi sinh vật và hồ nước kết thúc cuộc đối thoại khó hiểu của chúng. Sinh vật quái dị quay về phía nhà của Cal. Dù là một người nhỏ con, nhưng Cal Danforth lại có lòng can đảm không thua gì trăm người lớn hơn. Anh hét lên với John đừng bắn, và rằng anh sẽ tự giải quyết. Cal biến mất vào trong nhà một lúc, trong khi sinh vật xám xịt, với thân hình gầy gò đang nhỏ nước, lết hai bước nặng nề về phía nhà anh. Khi nó gần đến cửa, Cal quay trở lại, tay cầm một chiếc gậy bóng chày bằng kim loại. John và tôi quan sát, anh thì qua ống ngắm, còn tôi thì qua đôi mắt không thể tin nổi những gì đang diễn ra, khi Cal bước ra ngoài, vừa chửi rủa vừa vung gậy. Mày dám vào sân nhà tao à? Anh ta hét lớn, giọng đầy giận dữ. Nghĩ mày có thể đến đây và làm... cái quái gì hả? Rõ ràng là Cal không có kế hoạch rõ ràng, chỉ nói bất cứ điều gì bật ra trong đầu. Nhưng điều đó không quan trọng. Cal bước đến gần sinh vật, tay vung gậy sẵn sàng. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Với tốc độ mà trước đó nó chưa hề thể hiện, sinh vật vươn cánh tay dài ngoằng của nó, dùng hai ngón tay mảnh khảnh như những xúc tu, chọc thẳng vào dưới cằm của Cal Danforth, xuyên qua lớp thịt mềm bên dưới miệng anh ta, và giật mạnh bên trái của hàm dưới ra khỏi mặt. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Dễ dàng như một gã khổng lồ phủi con ruồi, thứ quái vật đó xé toạc ra và làm gãy xương, để lại Cal Danforth đứng đó, ngây ngẩn trong sự kinh hãi khi nửa dưới khuôn mặt của anh ta rũ xuống, máu me đầm đìa với một hàm răng bị bật ra khỏi vị trí vốn có. Cal đứng lặng, không thốt nổi một lời nào khi sinh vật kia rút tay về, rồi lại giơ lên một lần nữa, nhưng lần này không còn bất kỳ cản trở nào từ nửa dưới khuôn mặt của Cal. Những ngón tay dài ngoằng của nó đâm thẳng vào đỉnh miệng của Cal, nhưng lần này chúng không rút ra. Lần này tôi nhìn thấy cơ thể Cal mềm nhũn, chỉ còn được nâng lên bởi sức mạnh kỳ dị của sinh vật kia, và mắt anh bắt đầu rỉ máu. John và tôi đứng chết lặng, và anh là người thoát khỏi cú sốc đầu tiên. Anh hét lên khi bắt đầu bóp cò, những tiếng nổ chói tai của khẩu súng làm tôi bừng tỉnh. Tôi cũng bắt đầu nã đạn, và sau phát thứ hai, sinh vật thả Cal xuống đất. Ban đầu, đạn dường như không có tác dụng với nó, nhưng càng bị John bắn liên tục, nó dần giơ tay lên, như thể không phải để tự vệ, mà để thể hiện sự khó chịu. Tuy nhiên, nó vẫn phớt lờ chúng tôi. Sinh vật tiếp tục lê bước, dường như muốn đi vòng qua nhà của Cal. Trong cơn căng thẳng, tôi không thể xác định được điểm đến của nó. John vội chạy vài bước về nhà và biến mất chỉ trong tích tắc trước khi quay lại với một thanh mã tấu. Tôi tỏ vẻ lo lắng, nhắc nhở rằng hàng loạt viên đạn vừa rồi cũng không làm gì được nó. Nhưng John vẫn quyết tâm. Anh ta giữ khoảng cách với sinh vật, mã tấu sẵn sàng trong tay. Khi nó gần đến mép nhà Cal, John lao vào. Anh chém mạnh vào đầu sinh vật, lưỡi mã tấu xé toạc phần đầu của nó, tách ra từ tai đến hàm. Và anh tiếp tục chém loạn xạ, với một dòng nước không ngừng phun ra, bắn tung tóe xuống đất và lên người John. Sinh vật đổ gục xuống thành một vũng nước,
Cơ thể nó hóa thành nước khi chết, rồi ướt cả John và thấm đẫm bãi cỏ dưới chân anh. Đúng rồi đồ khốn, John gào lên trong cơn say. Mày thấy không, tao vừa. Anh ngừng nói đột ngột, đứng thẳng như một cái cọc, rồi buông mã tấu xuống với một tiếng bọm nhẹ. Sau đó, anh quay lại, nhìn về phía tôi. Không, mà đúng hơn là phía hồ. Johnny, tôi khẽ gọi, giọng run run khi thấy bạn mình bắt đầu bước đi, từng bước cứng đờ. John đi thẳng về phía trước, không thèm để ý đến tôi. Tôi gọi anh nhiều lần, nhưng vô ích. Tôi bất lực nhìn John bước qua tôi như thể tôi không tồn tại. Khi nhận ra anh đang tiến về phía hồ, tôi chạy đến để cố ngăn anh lại, nhưng một sức mạnh vô hình buộc tôi phải dừng lại. Tôi không thể di chuyển, không thể ngăn cản bạn mình. Tôi buộc phải chứng kiến cảnh John chậm rãi bước vào hồ. Đầu tiên là đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối, sau đó là đến eo. Rồi anh dừng lại. Anh đứng đó trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng và mà không có dấu hiệu nào báo trước việc sắp xảy ra, John Derby đã bị kéo xuống dưới mặt nước của Humming Lake. Cùng lúc anh ta biến mất dưới nước, tôi cũng được giải phóng khỏi sức mạnh nào đó đang giữ tôi lại. Chưa đầy một giây sau, âm thanh rì rầm quay trở lại, nhưng lần này lớn đến mức có thể nghe thấy từ xa một dặm. Lúc này, mọi người đã từ trong nhà bước ra để xem chuyện gì đang diễn ra. Và từng người một thấy xác của Cal Danforth, thậm chí còn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, một câu hỏi mà tôi không thật sự có câu trả lời. Âm thanh rì rầm dâng cao, và không lâu sau, tiếng kính vỡ vụn vang lên. Rồi, cũng nhanh như lúc nó bắt đầu, âm thanh im bặt. Chẳng mấy chốc, từ những hàng cây hai bên khu đất thuộc phần hồ nước ấy, xuất hiện thêm nhiều sinh vật quái dị. Tất cả đều có hình dạng giống người, mơ hồ như sinh vật đầu tiên xuất hiện, nhưng chân tay chúng đều bị biến dạng. Những cành cây gầy guộc nhô ra từ thân hình còm cõi, và tất cả đều chảy ra cùng một thứ nước như người bạn đã ngã xuống. Có ít nhất 30 sinh vật như vậy. Tất cả đều tiến về phía chúng tôi, với một bước đi chậm rãi không hề vội vã. Khi tôi vừa định lên tiếng với những người hàng xóm, một thứ gì đó từ hồ đã được phóng ra, rơi xuống sân của John Derby, và sau đó một thứ hai rơi xuống, chỉ cách đó chưa đầy 3 bước. Tôi nhặt chiếc đèn pin của John, và cẩn thận tiến đến cái thứ đó. Khi chiếu sáng lên những món quà không mời mà đến từ Humming Lake, tôi thấy John Derby đã được trả lại cho chúng tôi. Anh bị cắt ngang eo, thiếu một cánh tay bên trái và rõ ràng là không có đầu, chỉ có khoảng 3 inch cột sống nhô ra từ vết thương trên đầu. Jess Randolph hét lên, Mike Ward nôn mửa, còn tôi thì suýt ngất đi. Nhưng một thông điệp cần truyền đạt đến những người dân trong thị trấn đã giữ tôi tỉnh táo. Ê! Tôi gào lên, rồi hạ giọng xuống thành một thì thầm khẩn cấp. Tôi nghĩ bọn chúng đang đến tìm thằng nhóc Hartool. Mối đe dọa từ những điều khủng khiếp không thể tả đối với một đứa trẻ đủ sức khiến mọi người khẩn trương hành động. Tôi và 3 người khác bắt đầu chạy đến nhà Hartool, trong khi 3 người khác ở lại chống lại những sinh vật từ hồ, bất chấp sự phản đối mãnh liệt của tôi. Khi chúng tôi chạy, những tiếng hét của những hàng xóm xấu số vang lên, và khi nhìn lại những cái bóng gập ghềnh, chậm chạp, đang từ từ bao vây họ, khiến chân tôi như mềm nhũn và gần như tôi ngã. Thị trấn của chúng tôi không có cấu trúc rõ ràng. Nơi đây chỉ là một khu vực nơi những ngôi nhà được đặt ngẫu nhiên, dường như không theo quy luật nào, với một con đường duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài. Chúng tôi chạy từ sân này sang sân khác, cho đến khi cuối cùng đặt chân lên khu đất của nhà Hartool. Jess và tôi gõ cửa chính, gào lên gọi Hartool tỉnh dậy, và sau vài khoảnh khắc, đèn trong nhà bắt đầu sáng. Brian Hartool mở cửa với vẻ tức giận nửa tỉnh nửa say, hỏi, cái quái gì vậy? Khi thấy chúng tôi nói với anh ta rằng có điều gì đó đang đến tìm con trai của anh, do lỗi lầm của cậu bé Hartool khi không tuân thủ luật lệ đã bao trùm thị trấn Humming Lake từ lâu trước khi chúng tôi ra đời. Dĩ nhiên, Hart lớn tuổi thể hiện sẵn sàng bắn bất kỳ thứ gì đó có thể là, nhưng tôi nói với anh rằng đó sẽ là một nỗ lực vô ích. Tôi quyết định rằng Rodney cần được giấu ở nơi khác. Tôi bảo Brian đưa gia đình anh đi thật xa và nhanh khỏi Humming Lake. Chúng tôi quay lại trong nhà Hartool khi người cha đánh thức vợ và con trai. Tôi nhìn ra cửa sổ phía trước và thấy những hình bóng gập ghềnh từ xa đang tiến lại gần và gào lên với gia đình hãy nhanh lên. Cùng lúc đó, tôi, Bill Dyer, Jess và Mike nghe thấy tiếng vòi sen bật lên. Lo lắng rằng chúng tôi không truyền đạt đủ tính khẩn cấp mà họ cần,
Jess và tôi chạy qua phòng khách và rẽ vào hành lang, nơi ba thành viên nhà Hartu đang đứng sợ hãi. Tất cả đều tự hỏi ai đã bật vòi sen của họ. Rồi bên phải tôi và Jess, vòi nước trong bếp cũng bật lên với áp lực tối đa. Có phải? Jess bắt đầu, nhưng cô không cần phải nói tiếp. Chưa đầy một giây sau, dòng nước trở nên quá mạnh, khiến vòi nước văng lên trần bếp. Nước đen tối, đục ngầu chính là nước từ Humming Lake, không phải là nước giếng trong sạch mà thị trấn đã dựa vào. Các núm vòi theo sau rơi xuống sàn gạch ướt với tiếng vang kim loại. Gia đình Hartu kêu lên khi những âm thanh tương tự phát ra từ phòng tắm của họ. Vòi sen và vòi nước trong phòng tắm, cũng như các núm điều chỉnh bật ra khỏi vị trí của chúng, ngập tràn phòng tắm trong thứ chất lỏng bị cấm. Một lúc sau, chính dòng nước ấy bắt đầu tràn ra khỏi phòng tắm và vào hành lang. Nhảy qua nó, chúng ta phải đi ngay, bây giờ. Tôi gào lên. Gia đình nhanh chóng tuân theo, cả ba đều đến phòng khách mà không bị một giọt nước nào dính lên người. Brian lấy chìa khóa từ một chiếc bát trên bàn nhỏ ở cuối hành lang và chúng tôi cùng nhau ra ngoài, nơi hy vọng của chúng tôi đã tan vỡ. Đèn ở tất cả những ngôi nhà mà chúng tôi thấy đều sáng, và từ trong những ngôi nhà vang lên tiếng la hét tức giận, sợ hãi và bối rối, cùng với nước. Quá nhiều nước, nó chảy ra từ dưới cửa của những ngôi nhà hàng xóm của Hartu và không lâu sau cũng bắt đầu chảy từ nhà Hartu. Chúng tôi cố gắng tránh nó, nhưng Mike Ward không gặp may. Khi anh cố gắng nhảy qua một dòng nước, anh vấp ngã, đổ người xuống mặt đất trong một con sông nông. Trên anh, Bill Dyer cũng bị ngã, rơi xuống đất, ướt sũng. Jess hét lên bảo họ chạy hướng khác để không làm ướt chúng tôi và chúc họ may mắn trong một hơi thở. Tôi nhìn lại phía sau và thấy chiếc xe của nhà Hartu bị nước bao quanh ở dưới. Rồi tôi thấy chúng. Những sinh vật đã tiến vào khu phố, một số tách ra từ nhóm của chúng để vào những ngôi nhà mà tôi chỉ có thể đoán rằng đó là những người không may tránh được những vòi phun mà hồ nước tạo ra từ các thiết bị của họ. Cuối cùng, chúng tôi đến được điểm dừng chân, cách nhà Hartu ba căn, đó là nhà Bob Harrison. Bob đang sửa mái nhà và có thứ mà chúng tôi hy vọng sẽ cứu chúng tôi. Một chiếc thang đã được dựng sẵn ở phía sau nhà. Với nước đang dần dồn đến từ ba phía, con đường duy nhất của chúng tôi là hy vọng rằng những chỗ trên sân sau của Bob mà chúng tôi đặt chân chưa bị ô nhiễm bởi nước hồ từ nhà anh và những ngôi nhà xung quanh. Brian đã đặt Rodney lên vai mình, và chỉ vài giây trước khi chúng tôi đến được thang, chân anh phát ra một tiếng kêu lớn. Trước khi tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Brian đã kéo tôi lại, lật tôi lại và ném Rodney lên vai tôi. Anh bảo tôi đi trước và anh sẽ leo lên khung nhà của căn bên cạnh. Rodney leo thang trước, rồi đến Jess, sau đó là Amber Hartu, rồi đến lượt tôi. Khi chúng tôi leo lên mái nhà, tôi nhìn qua và thấy Brian lội nước qua sân của Bill rồi hướng sang phía Hal Chalmer. Khi đến mái nhà, tôi đá chiếc thang xuống đất. Tôi không chắc là đã mất bao lâu, nhưng chúng tôi đã an toàn được vài phút. Chúng tôi ngồi trên phần mái của nhà Bob Harrison đã được lợp ngói, cố gắng tổ chức lại kế hoạch, nhưng không ai trong chúng tôi có thể nghĩ ra một phương án nào. Trong khi đó, xung quanh vang lên những tiếng vỡ vụn, gãy đổ hòa lẫn với tiếng hét gần xa của những cư dân không may ở Humming Lake. Và trước khi chúng tôi kịp nhận ra, những kẻ quái dị từ hồ đã lững thững bước xuống đất bên dưới. Chúng tôi bị bao vây, với nước hồ ở phía sau và hai bên, còn phía trước là những sinh vật xám xịt, nhọn hoắt. Có một khoảnh khắc ngưng trệ, khi chúng tôi trên mái nhà chỉ biết đứng nhìn trong hoảng sợ khi những sinh vật bên dưới tụ tập lại với một mục đích duy nhất. Sự im lặng thật đáng sợ khi chúng nhìn lên chúng tôi, và sự im lặng đó chỉ bị phá vỡ khi một trong số chúng nâng cánh tay lên, kèm theo tiếng kêu cót két khi nó di chuyển. Nó chỉ tay về phía đứa trẻ 8 tuổi. Mẹ của cậu bé hét lên rằng họ sẽ không lấy con trai của bà như bất kỳ người mẹ nào khác. Lúc đó những sinh vật khom cổ và uốn lưng méo mó để hướng về phía hồ, giờ chỉ cách khoảng 2 con phố. Một trong số chúng cất tiếng nói lớn bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Và sau khi nói xong, tất cả chúng quay lại phía chúng tôi, khiến chúng tôi lạnh sống lưng và chúng thì vỡ vụn. Rồi hồ nước đáp lại, âm thanh rì rầm vang lên xung quanh chúng tôi, từng chút một tăng âm lượng. Những tấm kính ở nhiều ngôi nhà khác vỡ vụn, tạo nên cảm giác mất phương hướng. Khi những người còn lại lấy tay che tai, Amber Hartu buông tay con trai và đứng dậy. Cô đang làm gì vậy? Jess hét lên.
nhưng Amber không trả lời. Cô chỉ đứng dậy và bước ba bước về phía trước. Bước cuối cùng khiến cô ngã từ mái nhà xuống đất. Một cú ngã kết thúc bằng một tiếng kêu rùng rợn mà tôi thật may mắn không phải nhìn thấy. Ôi trời ơi! Jess nói, nhìn qua tôi về phía bên phải. Chúng tôi đã quá tập trung vào những gì đang xảy ra phía trước mà gần như quên mất Brian, người vừa mới trở thành góa phụ ở mái nhà bên cạnh. Hai trong số những sứ giả của Hồ đã lang thang đến hai căn nhà phía dưới. Brian cũng đang đi mù quáng trên mái và chúng tôi chỉ có thể nhìn một cách bất lực khi anh lao xuống cạnh. Nhưng thay vì chỉ chạm đất, một trong những sinh vật đã giơ tay lên, xuyên qua hộp sọ của Brian, đi xuống bên trong mặt, cổ và ngực của anh, giữ chặt anh lại, rồi ném thi thể mềm oặt của anh xuống cỏ. Jess và tôi ngồi đó trong sự kinh hoàng, sốc, không thể động đậy, trong khi Rodney ôm Jess, khóc nức nở, có lẽ vì nhận ra rằng giờ đây cậu đã trở thành trẻ mồ côi. Rồi Hồ lại lên tiếng, nhưng lần này âm thanh không còn vang dội như trước. Thật khó để miêu tả một âm thanh rì rầm, nhưng trước khoảnh khắc này, âm điệu của Hồ đã rất đáng sợ, giờ đây nghe có phần dịu dàng. Nó lại rì rầm rồi im lặng, không hoàn toàn ngừng lại. Và thay vì nhận được phản hồi từ những con quái vật mà nó phái đi thực hiện mệnh lệnh, một câu trả lời đến từ lòng đùi của Jess. Gì vậy? Rodney hỏi. Âm thanh rì rầm tiếp tục và cuộc trò chuyện giữa nó và cậu bé cũng vậy. Con không muốn, tại sao? Ba mẹ con có ở đó không? Rodney khóc. Không, không, không muốn. Những sinh vật bên dưới đều hét lên. Từ sâu trong bụng của chúng, qua cổ họng, tất cả đều gào lên những tiếng kêu mà con người không thể nghe được. Âm thanh rì rầm gia nhập cùng chúng, trở lại thành tiếng gầm rú khủng khiếp. Rodney chôn mặt vào vai Jess, khóc nức nở. Âm thanh thật đáng sợ, và tôi gần như cảm thấy cơn đau đầu đang hình thành trong trán mình. Và trong một khoảnh khắc, những con quái vật ngừng lại và âm thanh rì rầm trở về mức độ có thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, Rodney ngừng khóc và cố gắng đẩy Jess ra, nhưng cô giữ chặt cậu lại. Tôi chỉ thấy gương mặt cậu trong giây lát, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy tất cả cảm xúc, tất cả sự sống đã rời khỏi cậu. Tất cả những gì tạo nên cậu bé 8 tuổi nhỏ bé Rodney, từ sự thích thú, tính cách, hy vọng, ước mơ, tất cả đều biến mất. Khi tôi thấy gương mặt của cậu, cậu đã đủ sức đẩy đầu ra để vào vị trí, và rồi cậu cắn vào cổ Jess, xé toạc một miếng da và thịt, khiến máu chảy ướt đẫm cổ cô. Trong nháy mắt, Rodney đã quay lại và đi xuống mái nhà. Trong khi tôi cố gắng cầm máu cho Jess, tôi nhìn Rodney bước xuống những tấm ngói rồi ngã về phía trước, nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên trước âm thanh khủng khiếp mà tôi chuẩn bị nghe thấy. Nhưng tôi không nghe thấy âm thanh đó. Thay vào đó, âm thanh rì rầm dừng lại và tôi nghe thấy một trong những sinh vật cất tiếng. Và đáp lại, tôi nghe thấy Rodney. Tôi không chắc chắn cậu đã nói gì, nhưng đó là điều gì đó như, được rồi, đi thôi. Rồi tất cả chúng bắt đầu đi về phía hồ. Những sứ giả của Hồ với bước đi nặng nề và Rodney với những bước đi vững chãi của một cậu bé 8 tuổi. Chúng đi mãi, cho đến khi bị bóng tối bao trùm và khuất tầm mắt. Tôi cố gắng hết sức để giúp Jess, nhưng tôi không phải là chuyên gia y tế. Tôi dùng áo của mình để giữ áp lực lên vết thương, nhưng chỉ vài phút sau, cô ấy đã chết. Tôi ở lại trên mái nhà của Bob Harrison suốt 16 giờ tiếp theo với xác Jess, máu me, nằm phơi dưới ánh nắng mùa hè, cách tôi chưa đầy ba bước chân. Một lúc sau, người dân bắt đầu ra khỏi nhà, cẩn thận tránh những chỗ trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt do sự báo thù của hồ nước. Họ dùng ván ép, đồ đạc và xe cộ để tạo thành cầu cho những người bị mắc kẹt, trong đó có tôi. Trong những tuần tiếp theo, 27 xác người đã được kéo ra từ những ngôi nhà bị ngập lụt trong khu phố. Chúng tôi chế tạo những bộ đồ và giày đi nước để di chuyển trong thị trấn, cho đến khi nước cạn đi hoặc được dọn dẹp. Khi hồ nước báo thù, điều đó đã tạo ra 30 phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là nửa giờ, khoảng đầy hỗn loạn, cái chết, sự bối rối và nỗi buồn. Nhưng nó đã đưa ra một điều vào góc nhìn. Một điều mà rất nhiều người trong chúng tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Câu trả lời cho câu hỏi mà nhiều cư dân của Humming Lake đã hỏi từ lâu, nhưng không ai dám tìm kiếm. Nửa giờ đầy sợ hãi đó đã cho chúng tôi lý do cho luật lệ cổ xưa nhất của thị trấn. Nguồn gốc của nó đã bị thời gian xóa nhòa. Đừng bao giờ chạm vào nước.